Tôi bảo ông cứ cứ ấy thôi, cứ bán được là cứ bán thôi, chứ còn để là sau nó khô nó mọt ra cái thì chỉ có dùng. Cái này trồng được mấy chục năm? 25 rồi. Nó to này nó được Đấy, 20 nói, năm. nhưng mà nói ấy nhỉ, màu nào? Màu nhạt nhạt. Này nó phải thích màu rồi. Đấy, màu. Màu không đỏ. Thế để nào nó chết? Giống này tự chết chứ Nó để bị nào nó chết, để nào được nó chết. ô nhiễm do ấy đấy, do lấm. Dòng này nó rất dễ sống, rất dễ chết Ừ. đúng không ạ? Đây cây nữa đây. Đây cây xưa này. 20 năm chủ nhà bảo 20 năm không bán. Vanh được có hơn 70 thôi. Nhưng mà cây này anh ấy đi, anh hạ đi, không để nó hỏng hạ đi mà làm, để nó mục không làm được cái đồ đâu. Cái này nó mọt ác lắm, nó không phải như là nó lỗi mọt hết bọn. Ui, nhầm đấy. Yeah, I can't go home.